nay mình hướng dẫn cách làm bò bít tết. Bò bít tết thì thịt bò với lại cái thịt bò trứng. Thì thịt bò sau khi mình mua về mình rửa sạch, mình sắc lát mỏng mỏng như thế này. Rồi mình đã ướp dầu hào, thì cái này mình đã ướp rồi, ướp dầu hào với lại muối. Dầu hào, muối với đường, nói chung là gia vị đầy đủ rồi đó. Chủ yếu là dầu hào ha, dầu hào ướp nó sẽ rất là ngon hơn. Trứng, trứng gà ta, và rau, rau ăn kèm với lại bánh mì. Bây giờ trước hết tôi làm hai ngày trước. Dầu và chảo mình ướp la trước. Đầu tiên mình sẽ làm cái phần ướp la trước. Cái này mình làm ấy thì theo ý của mình, nhưng mình đã ăn là rất ngon. Mình mời các bạn tham gia góp ý của mình nha, để mình hoàn thiện hơn. Thank you.
mình trở qua trở lại cho mấy thịt bò nó chín đều hai bên. Thì mình ăn với tương cà tương ớt nè. Trở lại nữa cho thịt bò nó chín thì là ăn được. Xong cái này thì mình sẽ ăn kèm với tương cà và tương ớt. Tương cà, tương ớt nha. Là thịt bò chín rồi. Và món bò bít tết này mình làm như vậy vừa đơn giản nhưng cũng rất ngon và chất lượng. Mời các bạn sub kênh mình nha. Đăng ký kênh mình để theo dõi và ủng hộ kênh mình nhiều hơn. Tham gia bình luận để mình hoàn thiện hơn cái nấu ăn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.